Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, bình luận, chia sẻ và theo dõi kênh của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem bài riêng với mình qua trang Facebook hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này, ok? Bây giờ mình xin được đến chủ đề của ngày hôm nay. Thì mình đang làm về series tổng quan năm 2020 về hai mặt sự nghiệp và tình cảm cho 12 cung hoàng đạo. Và hôm nay là kỳ tập thứ bao nhiêu nhỉ? Hình như thứ 5, thứ 6, hình như thứ 6 là của các bạn Thần Nông. Thần Nông còn có tên gọi khác là Thiên Yết hoặc Bọ Cạp nhá. Tất cả đều là chỉ chung một cung. Rồi, thế bây giờ mình xin phép được đến phần đầu tiên của video, đó là sự nghiệp của các bạn cung Thần Nông, Bọ Cạp hoặc Thiên Yết. Thì khi mà nhìn vào cái trải bài này ấy, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình đó là các bạn có thể là trong quá khứ hoặc là trong năm nay các bạn sẽ phải ăn rất là nhiều hành. Các bạn sẽ bị trong khoản sự nghiệp nhá, thì các bạn sẽ bị cuộc đời vả vào mặt các bạn rất là nhiều lần. Này, mình nhìn cái lá này là mình biết này, hai lá này là 10 kiếm và lá The Tower. Có thể là các bạn bị sếp vả hoặc đồng nghiệp vả hoặc là lương thấp vả vào mặt bạn, nhưng nói chung là các bạn sẽ bị vả rất nhiều lần. Hoặc nếu không á, nếu cho đến nói chung các bạn sẽ bị vả cho đến khi nào mà các bạn nhận thức ra, khi nào mà các bạn tự treo mình trên cành cây, đêm đến các bạn nằm vắt óc lên suy nghĩ, các bạn nghĩ là đường này nó không ổn. Đến khi nào bạn nhận ra được là cái con đường bạn đang đi nó không hề ổn cho bạn tí nào, thì lúc đấy mà là cuộc đời mới hết cho bạn ăn hành, bạn mới hết bị sếp và đồng nghiệp và hoặc là lương thấp vào mặt bạn. Ok, nghĩa là sao? Có một cái từ khóa mà mình nhìn nhận ở đây ở các bạn cung Bọ Cạp, Thiên Yết, Thần Nông về khoản sự nghiệp của các bạn tại thời điểm này là các bạn rất là cứng đầu. Các bạn bị thiếu dựa vào ba cái lá Oracle này nhá. Thì ba lá này mình cũng không biết đọc tên của chúng nó, nhưng mà đại loại là khi mà dựa vào ba lá này ý, thì mình thấy bạn không chịu, có nghĩa là thế nào nhỉ? Để giải thích nhá. Đầu tiên ý, trong mỗi người sẽ tồn tại hai cái nguồn năng lượng chính, nguồn năng lượng nam tính và nguồn năng lượng nữ tính. Thì mình thấy ở đây các bạn không chịu, các bạn đang chèn ép cái nguồn năng lượng nữ tính của mình. Nguồn năng lượng nữ tính là gì? Đó là sự bị động, cái sự kiểu là yên tĩnh, trực giác, quan trọng nhất là trực giác. Còn cái nguồn năng lượng nam tính nghĩa là chủ động, lý trí này, rồi mạnh mẽ này. Thì nói chung là các bạn đang làm mọi cách rất là theo lý trí, các bạn không chịu lắng nghe trực giác của chính mình. Thế thì bây giờ mình tóm lại là trong chuyện sự nghiệp của các bạn, lý trí của các bạn bảo là tiếp tục cái hướng đi công việc này đi. Trực giác của các bạn, cái phần nữ tính thì vốn đã bảo là không không, cái này không ổn đâu, đừng có cố nữa. Nhưng mà các bạn chèn ép nó, các bạn dồn nén, nén nó lại. Bởi các bạn không chịu nghe theo cái trực giác của mình, không chịu nghe theo trái tim của mình. Bởi vậy nên là bao nhiêu sự cố không vui mới xảy ra, bạn phải ăn rất rất nhiều hành và bạn bị cuộc đời, bị sếp và đồng nghiệp vả cho rất rất nhiều lần nhưng mà không chịu tỉnh ngộ. Thì mình cảm thấy nhá, trong năm sang năm ý, bạn cứ tiếp tục cái đà này, bạn không chịu tỉnh ngộ đâu, cho đến khi có một sự kiện cực kỳ, gọi là sự kiện cực kỳ đột ngột xảy ra, một cái tai họa xảy ra, đùng một phát bạn bị đuổi việc hoặc đùng một phát là cái công ty bạn làm nó bị phá sản. Đây là một cái sự kiện mà bạn không thể kiểm soát được, mà khiến bạn không còn đường nào mà lui nữa. Đấy, thì bạn phải hiểu là đây là cái lúc mà vũ trụ đang tìm cách ủn đít bạn rồi. Vì bạn không chịu nghe lời, tát cho bạn bao nhiêu phát, cho bạn ăn bao nhiêu hành, bạn vẫn không chịu nghe lời, thì đành phải dựa lên cái sự tác động từ yếu tố bên ngoài. Thì bạn nhớ nhá, có một cái yếu tố bên ngoài không tốt, một cái tai họa giáng xuống đầu bạn một cách bất thình lình, ví dụ hôm nay đi làm, ngày mai tự dưng biết tin được bị thôi việc mà không có ai báo trước, không có một cái dấu hiệu nào nhận biết trước. Và điều này khiến mới đầu thì cái việc này này, cái việc bất thình lình, cái tai họa bất thình lình này khiến bạn cũng phải đau ốm, nghĩ ngợi. Nói chung là mình nghĩ là bạn bị sinh bệnh vì tâm lý bất ổn, nên là bạn bị ốm yếu một thời gian dài chỉ vì cái tai họa này. Nên là sau cái khoảng thời gian ốm yếu đấy, sau khi bạn khỏe lại rồi,
Bạn mới dành thời gian ra để ngẫm nghĩ, để connect, để kết nối về trái tim, về trực giác của mình. Bạn không còn nghe theo cái lý tính nữa, bạn chịu gọi là kết nối lại với cái trực giác. Hai lá này đều nói về việc là xuôi theo dòng, đi theo trực giác, nghe theo tiếng gọi trái tim, chứ không phải là lý tính nữa. Thì mình thấy cái sự kiện đột ngột này nó sẽ xảy ra bắt đầu từ tháng 4 tháng kể từ bây giờ. 4 tháng kể từ bây giờ là bao nhiêu, là tháng mấy? Tháng 5 à? Đấy, từ khoảng tháng đấy cho đến hết năm là có thể có sự kiện xảy ra. Nó không xảy ra trong 4 tháng đầu tiên đâu. Còn vấn đề gì nhỉ? À đúng rồi, để sau khi mà bạn vắt óc lên suy nghĩ, bạn kiểu bắt đầu chịu lắng nghe trái tim mình ấy, thì mình nghĩ cái cách tốt nhất để bạn có thể có sự kết nối với trái tim, với trực giác của mình, đấy là bạn hãy học thiền. Thiền hoặc tập yoga. Như mình là mình tập thiền nhá. Mặc dù bây giờ mình vẫn đang tập thở thôi, nhưng mà ít nhất là mình vẫn đang đi những cái bước nhỏ, ok? Thì bạn, mình thấy sau khi mà bạn bắt đầu vắt óc lên suy nghĩ thì bạn mới nhận ra là mình muốn con đường nào. Và nhưng mà cái con đường mà bạn muốn ấy, nó thật sự không phải là một con đường dễ đi, mà là một con đường mà bạn cần rất là nhiều. Bạn cần phải học, gần như học lại từ đầu về cả hai là page of one và page of sword ở đây. Thì mình cảm thấy có một cái khởi đầu mới đến, nhưng mà cái con đường này nó là một con đường dài. Nghĩa là sử nhá, bạn đang làm giáo viên chẳng hạn, ok, giáo viên, giáo viên tiếng Anh đi, xong đùng một phát trường của bạn đuổi việc bạn, thế là bây giờ bạn muốn chuyển qua làm designer chẳng hạn, nó như thế. Nhưng mà đâu phải một sớm một chiều là bạn có thể design được, bạn phải học, bạn phải tự trau dồi năng lực kiến thức chuyên môn cho mình đúng không, và khả năng design. Thì mình nghĩ là cái con đường mà bạn thích ấy, nó cũng là con đường nó hợp với đam mê sở thích của bạn. Tuy nhiên nó cũng không hẳn là một cái con đường dễ đi. Thật ra thì chẳng có con đường nào là dễ đi cả. Với cả có một cái lời khuyên, đó là từ nay cho đến năm mà các bạn 30 tuổi ấy, thì các bạn hãy struggle, nghĩa là các bạn càng khổ càng tốt. Các bạn tự đặt mình vào thế khổ nhé, đừng có ổn định sớm quá. Bởi vì nếu các bạn không chịu khổ bây giờ ấy, thì sau này các bạn mãi mãi ở trong cái comfort zone, cái vùng an toàn của mình, các bạn không chịu thoát ra. Thì mình nghĩ là với các bạn thần nông ấy, về tính cách của các bạn, thì cái khổ như thế này các bạn làm được thôi. Các bạn là một trong những người mà mình thấy có cái quyết tâm cao độ nhất trong 12 cung hoàng đạo. Nhưng mà trong những bạn thần nông mà mình gặp, mình phải công nhận là số các bạn thì khá là nhỏ. Khi mà mình nhìn vào The Tower, trong số bạn bè là thần nông của mình thì khá là nhỏ. Hay gặp những cái chuyện nhỏ nhặt mà nó không được may mắn cho lắm. Thì bây giờ mình xin được, mình sẽ bốc thêm hai là Oracle cho các bạn nhé, để xin lời khuyên cho các bạn về khoản sự nghiệp. Lời khuyên cho các bạn thần nông về sự nghiệp trong năm 2020. Discernment. Thấy chưa, mình đã bảo rồi, nhìn cái sự thật này trong mọi tình huống, sử dụng mọi giác quan và đừng kỳ bị đánh lừa. Chú ý tới những gì mà trực giác bạn biết. Thật ra thần nông là một trong những cung mà có trực giác rất là mạnh. Nhắc đến thần nông là mọi người nghĩ đến trực giác cực kỳ mạnh của thần nông. Tuy nhiên ấy, có nhiều bạn đã để mặt khác, thần nông là một cái cung mà như kiểu là nếu muốn những kiểu nó hơi bị intense, hơi bị căng một tí, cái cảm xúc và cái hành động của các bạn nó hơi căng một chút, nên là mình cảm giác như hầu như các bạn lúc nào căng như dây đàn, các bạn lúc nào cũng ở cực điểm ấy, hoặc là rất vui hoặc là rất buồn. Các bạn hiếm khi nào kiểu trung tính. Mình là thiên bình nên hầu như lúc nào mình trung tính cả. Và mọi người thì lại hay nghĩ là mình hời hợt. Nhưng thật ra không phải. Mình chỉ thích hòa bình thôi mà. Ok, còn lá nữa này. Energy, năng lượng nhá. Mình đã bảo mà, cái cuộc sống này, sức mạnh, cái dòng chảy của cuộc sống là một cái dòng là đang chảy, ok. Hãy mở lòng ra để đón nhận sức mạnh đến từ bên trong. Thì những cái bạn phải hiểu là thế giới bên ngoài là ảnh hưởng,
là cái phản ánh của cái thế giới nội tâm bên trong bạn. Nếu bên trong bên ngoài bạn thấy cái thế giới bên ngoài nó bất ổn, bạn bè đối xử với mình không tốt, thì bạn hãy tự hỏi bản thân mình trước liệu mình đã đối xử tốt với mọi người hay chưa. Thì tương tự ở đây, khi mà cái sự nghiệp của bạn bất ổn ấy, thì tức là tâm của bạn bất ổn. Và cái thứ hai là bản thân bạn không phù hợp với cái công việc đấy, nhưng mà bạn không chịu thừa nhận. Không phù hợp, bạn không có đam mê về công việc. Ok, nhà bạn, bạn không chịu thừa nhận vì một trong những tính cách mình biết của thần nông, đấy là các bạn không thích nhận thua, hiếu thắng, rất là hiếu thắng. Trong tâm lý học, à không phải tâm lý học, trong chiêm tinh học thì cái hành tinh cai quản của thần nông là sao hỏa và diêm vương tinh. Còn trong chiêm tinh học Ấn Độ, mình thì mình đọc nhiều về chiêm tinh học Ấn Độ hơn, thì chỉ có một hành tinh cai quản thần nông thôi là sao hỏa. Mà sức mạnh của sao hỏa thì là nam tính bốc đồng, như kiểu là một chiến binh á. Tuy nhiên là dù thế, nhưng mà các bạn là một trong những cái cung mà có trực giác rất là mạnh trong 12 cung hoàng đạo. Thế nên mình mong là các bạn hãy vẫn tận dụng cái khả năng này của mình nhé. Rồi bây giờ mình xin phép được đến với phần 2 là chuyện tình cảm của thần nông. Xin chào các bạn đã quay trở lại với phần 2 trong video ngày hôm nay, chuyện tình cảm, tổng quan chuyện tình cảm năm 2020 của cung thần nông. Thần nông thiên yết bạo cảm, tên nào cũng được nhá. Thì nhìn vào cái trải bài này, ấn tượng đầu tiên của mình đấy là nếu mà các bạn đã có đối tượng thì đây là một cái người phù hợp cho các bạn để các bạn tiến đến happy ending, đó là một cái đám cưới, ok, một cái gia đình, một ok. Còn nếu các bạn độc thân thì mình cũng cảm thấy là trong năm nay các bạn sẽ tìm được một cái người mà có thể đi cùng bạn đến lâu dài. Cái người này chắc chắn là một cái soulmate, một hoặc là twin flame của bạn, nhưng chắc chắn là một người mà có thể đi cùng bạn đến lâu dài nhá. Trong mối quan hệ ấy, phần lớn thời gian, 90% thời gian là các bạn cảm thấy thỏa mãn. Thỏa mãn về mối quan hệ, thỏa mãn về người kia. Mình cảm thấy về mặt cảm xúc thì rất là đong đầy. Đây là một trải bài về tình cảm mà hiện lên hai lá rất là đẹp. Về mặt cảm xúc đó là 9 cốc và Queen of Cups, ok. Thì thật, về tình cảm thì không còn gì để nói. Về độ tương hợp thì mình cũng thấy là rất là tốt. Tuy nhiên ở đây dĩ nhiên là vẫn có vấn đề. Vấn đề ở đây là mình cảm thấy các bạn hơi bị thiếu linh động. Có thể là bạn hoặc có thể là người kia. Ví dụ là nếu mà các bạn, nghĩa là cái cách bạn nhìn nhận mối quan hệ hoặc nhìn nhận đối phương nó còn chưa được linh hoạt cho lắm. Ví dụ như trong cách xử lý các xung đột, các cuộc cãi nhau, thì các bạn vẫn kiểu muốn theo cái kiểu trắng đen rõ ràng. Các bạn chưa linh hoạt. Hai lá này mình thấy chưa linh hoạt. Các bạn sẽ cố cãi cho bằng được, luôn muốn làm chứng tỏ là mình thắng, luôn muốn kiểu trong cuộc cãi nhau thì luôn muốn là ai thắng ai thua. Hoặc là với các bạn còn độc thân thì các bạn sẽ có kiểu là mày có yêu tao không, mày yêu thì mình nói chuyện tiếp, mày không yêu thì tao block mày, kiểu như thế. Các bạn hơi bị thiếu linh hoạt trong chuyện này. Và nếu mà các bạn không cẩn thận ý, thì người ra đi sẽ là cái người còn lại, ok, sẽ là cái partner, cái người bạn của bạn, cái crush của bạn sẽ phải ra, sẽ người ta sẽ phải ra đi vào mối quan hệ này chỉ vì cái tính thiếu linh hoạt của bạn. Thì mình, tuy mình nói là cái này có thể đến từ hai phía, hoặc là từ phía bạn kia hoặc từ phía bạn, nhưng ở đây mình cảm giác là đến từ phía các bạn thần nông nhiều hơn. Để xem còn thông điệp gì mình nhận thấy không. À, mình nhận thấy nhá, thế này này, trong một mối quan hệ ấy, thì không phải lúc nào thì đừng có tìm cách sửa chữa người kia. Nếu mà người, có nghĩa là mình, thay vì mình thì mình nghĩ là mình có thể thay đổi được người này, mình có thể, mình đừng có nghĩ là tình yêu có thể thay đổi được ai đấy. Bản chất con người là không thay đổi, ok. Và nó nằm ở việc bạn có chịu thỏa hiệp, bạn có chịu chấp nhận cái phần tính cách đấy của người ta hay không. Cái thỏa hiệp ở đây rất là quan trọng nhá. Thì trong một mối quan hệ ấy, quan trọng là không phải là hai người cùng nhìn vào mắt nhau, mà là hai người cùng nhìn về một hướng, ok. Nếu mà hai người cùng nhìn vào mắt nhau thì cạp đất mà ăn. Mình nói thật, thật sự thì mình không phải, mình theo chủ nghĩa thực tế, mình không tin vào cái một túp lều tranh hai trái tim vàng, mà mình nghĩ là
Để có được một mối quan hệ lâu dài thì cần rất là nhiều yếu tố. Dĩ nhiên tình cảm là số 1. Sự trưởng thành chín chắn của cả hai bên là số 2. Và biết cách thỏa hiệp. Biết cách thỏa hiệp thì giống như một cái level cao hơn của cái sự trưởng thành và chín chắn rồi. Thì vậy đấy. Nói chung là mình thấy các bạn may mắn vì có cái người tìm được cái soulmate, cái người dành cho bạn trong năm nay. Nên mình mong là các bạn hãy cố gắng giữ cái người này. Đừng có chỉ vì cái thói hiếu thắng của mình mà làm mất đi một cái mối quan hệ tốt đẹp như thế này. Mình không thể, nói chung là mình không thể nào thay đổi được mọi người, mình không thể nào thay đổi được người khác. Cả mình không thể nào kiểm soát và thay đổi được người khác hoặc là những cái sự việc nó xảy ra đến với mình. Cái thứ duy nhất mà mình có thể kiểm soát và thay đổi là bản thân mình và cái tư duy của mình mà thôi. Ok. Rồi. Bây giờ mình... À các bạn nhớ mình bảo gì không? Mình bảo trong cái phần 1 về phần sự nghiệp ấy, mình có nói rằng là các bạn thần nông, các bạn đang dồn nén cái nguồn năng lượng nữ tính của mình lại, của các bạn lại. Và các bạn biết là một trong những lớp ý nghĩa của cái lá lạ nhà thuật này là gì không? Là sự nam tính. Thì mình cũng không lạ nếu mà trong mối quan hệ là các bạn là cái người cầm chuôi. Đúng rồi, là cầm chuôi à? Là các bạn là cái người lead trong mối quan hệ. Các bạn chủ động hơn trong mối quan hệ, mình cũng không lạ về cái điều đấy. Nhưng tuy nhiên là cũng nên để cho người kia cảm thấy tự do, cảm thấy người ta có một chút quyền hành, quyền lực một chút. Đừng có cố nắm lấy mọi quyền lực không thì người ta sẽ ra đi đấy. Mặc dù người ta ba lá đầu mình thấy rất là đẹp, mặc dù cái cảm xúc của người ta dành cho bạn cực kỳ nhiều và người ta cũng thật lòng. Nhưng tuy nhiên là sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi. Ok, bây giờ mình sẽ trải bốc hai lá, xin hai lá của bài Oracle. Xin lời khuyên dành cho các bạn thần nông về chuyện tình cảm các bạn trong năm 2020. Thay đổi. Bạn đang thay đổi, biến đổi, hãy quên đi quá khứ và ôm trọn lấy ánh sáng và niềm vui của ngày mới. Mình bảo rồi, cái người duy nhất mà bạn thể thay đổi là bản thân bạn, đúng không? Bạn phải là cái người quên đi những cái hiểu lầm trong quá khứ, những cái tiêu cực, những cái tổn thương trong quá khứ để đón nhận cái tình cảm mới này. Adversity, ok. Nhìn thấy món quà trong mọi thử thách. Bạn có thể được dạy. One can be taught with it they come, but the greatest lesson I learned from storm. Có nghĩa là bình thường ấy, mình có thể được học một cái điều gì đấy từ cái sự yên bình. Tuy nhiên mà cái bài học tuyệt vời nhất ấy, thì được học thông qua những cơn bão, những trận bão tố. Thế nên là nếu có những cái hiểu lầm xích mích trong mối quan hệ thì bạn phải hiểu những đấy là những cái challenge, những cái thử thách cho mối quan hệ của các bạn, chứ không phải là một cái tai họa gì cả. Và cái thử thách này nó đang thử thách bạn xem bạn có xứng đáng với cái mối quan hệ soulmate này hay không. Nếu mà bạn vượt qua được cái điều đó, mình nghĩ là bạn vượt qua được thôi, thì xin chúc mừng, đây là một mối quan hệ rất xứng đáng để đi đến happy ending. Ok. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ dừng lại cái video của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn thần nông đã lắng nghe đến hết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Bye bye!